Nguyễn Quỳnh Anh, vợ của trung vệ Đỗ Duy Mạnh, vừa chia sẻ trạng thái mới trên trang cá nhân. Nàng Oác sinh năm 1996 đăng ảnh của bé Duy Minh, bé ú, đang gặp vấn đề về sức khỏe kèm chú thích tự động viên bản thân phải cố gắng. Không chỉ bé ú mà Duy Mạnh cũng đang dính chấn thương do tai nạn giao thông. Tối 5 tháng 11, một xe máy đi ngược chiều đã va chạm mạnh vào xe của Duy Mạnh, khiến cầu thủ sinh năm 1996 chảy máu ở phần MU bàn chân và được đưa vào bệnh viện khâu lại vết thương. Theo thông tin từ bộ phận y tế, Duy Mạnh sẽ cần tối thiểu 2 tuần để lành vết thương trước khi quay lại tập luyện. Với việc Duy Mạnh không may chấn thương là tổn thất lớn với đội tuyển Việt Nam khi toàn đội đang tập trung tại VFF để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp đội tuyển Philippines và đội tuyển Iraq tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Vắng Duy Mạnh, buộc ông Chu Xie đã phải triệu tập bổ sung gấp trung vệ Bùi Tiến Dũng lên tuyển. Về phía câu lạc bộ Hà Nội, Duy Mạnh sẽ bỏ lỡ trận gặp câu lạc bộ Wuhan Thuy Tao ở AFC Champions League diễn ra vào tối 8 tháng 11.